vừa gửi ấy đấy. Làm lại à? Thế làm lại từ đâu? Làm lại ở cái Em làm mỗi đoạn tham mưu thôi ạ. Tôi làm hết nha. Đây viết chương trình xong này. Vào gì? Designer. Cô vừa gửi cái hướng dẫn ở trên mạng nó làm next này. Next nha, chọn cái này là Mitsu, chọn dòng FX này. Cái này của cô nó không không link được với gì quốc ta. À, nó không link được với dòng Twitter này, là không sửa. Nó chọn RS242485 này. Next này. Next này. Vào nhấn này, cái này làm được hết rồi đúng không? Đấy, vào đấy này, chọn bit này, bit không này, tắt này, start này. Stop này. Stop này. Đầu ra này, đèn này, on là màu xanh này, wow, bit đèn này là rất được hoa, rất là tiếng Việt. Rồi vào chỗ lấy số ra này, 1, 2, 3 này, đó chỗ ấn vào đấy, ấn vào divide nghe t0 này, thích chọn màu số kiểu gì cũng được. Ok này, tiếp tục lấy số thế. T1 là C0 được các bạn đến đi của đấy. Đi vai này. C0 này. Màu này. Đỏ này. Đây này. Tiếp thì lấy cái T1 này này. Ấn là đi vai này. T1 này. Chọn màu này. Xanh và đỏ tím hồng chẳng hạn. Ok rồi, sau đấy mình vào phần viết, thì mình muốn viết lên thì mình vào phần sticker này, chọn text này, đó thì T1 này, hammer 1 đẹp. Tiếp muốn viết nữa thì vào lại tiếp hammer T2, hammer 2 đây. Counter. Để đến. Một. Thế mình cái này là counter à, T1 thật sự rồi. Xong rồi vào tool simulator set, chọn simulator 2, apply. Ok rồi, cho nó tool simulator active. Rồi, xong cái chương trình mình có thể vừa giám sát vừa xem chương trình của mình, để hai cái song song, nó sẽ tốt.
Có cái này tiện đúng không? Mấy cái món này là món TLC các thứ là nó ăn sẵn hết rồi, nó có sẵn hết rồi. Nhưng mà cứ gá vào mà dùng thôi. Có cái gì khó khăn đâu. Đấy, sao làm tiếp các bài sau cho cô. Đấy, ngày hôm nay, buổi sáng nay làm hết gần đấy bài, gửi rồi đấy. Buổi sau là buổi thứ ba đã kiểm tra rồi. Kiểm tra cho mỗi đứa một đề nhá. Hả? Dùng cái gì thì dùng. Nhưng mà dùng cái kia gõ lệnh nó khó. Nó khó lệnh mà, nó khó gõ lệnh ý, gõ nó lâu, nó không tiện như cái này. Thế sao sang cái này cũng được thì thiết kế thêm cái giao diện này để điều khiển. Nhanh mà. Làm được hết chưa? Các bạn làm được hết cái này chưa? Cái này nó vẫn có đứa nghỉ học nhỉ, buổi trước cũng 23, hôm nay cũng 23. Nghỉ học hôm trước tên là gì nhỉ? Hiệp nay có đi học không? Lại nghỉ tiếp. Lê Văn Hiệp ở lớp nào? Thục Anh làm xong chưa anh? Nguyễn Thị Thục Anh. Dạ, em đang sửa lỗi ạ. Nhưng cô xem em luôn sao em sửa nó bị chạy sao ạ? Sửa cái gì? Lỗi gì? Dạ, cô chờ em một lát. Cô làm mấy cái bài kia có lưu lại không cô? Hay là Bài nào đi lại? làm 17 có phải lưu lại hay là thế nào cô? Cô kêu em lưu bài lại. Thế vẫn lưu của cô? Hả? Thế là vẫn phải lưu của cô? Ok. Nghĩa là có bài nộp là được. Nộp lại chứ. Okay. Sao không chạy? Không chạy cái gì? Từ từ bấm cái gì đấy, GPO rồi xem là có lỗi gì không. Tool xem. Tool và Ops Simulator trên set. Em có làm đúng theo các bước của cô không? Cô sẽ thấy được của em có được đâu. Em là chạy tool nè. Và lại tool đi.
Simulator, simulator. Cách tiếp lại xem nào. Tiếp thử. Làm lại đúng theo các bước đấy. Chưa được, của em làm cái gì trong chương trình của em ấn thế nào ấy. Cô thấy em ấn vào mà nó chả có thay đổi cái gì cả. Cái phần exit các thứ. Thử làm lại xem các bước chọn đúng rồi. Mày làm hết, làm tiếp các bài sau đi nhá. Cái phần này mình cũng lưu ở phần bên GT riêng, lưu bên F à bên GX bước 2 riêng. Stop.